Người đàn ông chui qua cửa xe nhục mạ nữ tài xế vì lùi ô tô suýt va chạm. Tình huống xô xát trong đoạn clip đang là chủ đề vô cùng nóng trên các diễn đàn chuyên về ô tô giao thông. Cụ thể, sự việc xảy ra trên đường Dương Trí Trạch, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Theo diễn biến camera an ninh ghi lại, thì thời điểm đó, nữ tài xế là chị HTH lùi xe ô tô màu đỏ từ gara ra đường. Đúng lúc này, chiếc xe ô tô màu trắng hiệu Kia đi ngang qua phía sau, nhưng giữa hai bên không xảy ra va quẹt. Vậy nhưng nam tài xế điều khiển xe màu trắng vẫn tỏ ra vô cùng nóng giận khi dừng xe rồi lao về phía xe của chị H. Người này thậm chí còn chui người qua ô cửa kính xe để chửi bới nhục mạ, thậm chí còn hành hung chị H. Một lúc sau, người đàn ông còn lao vào nhà chị H để tìm kiếm thứ gì đó rồi lại quay ra ngoài. Ông ta vẫn tiếp tục lao về phía chị H rồi chửi bới bằng những ngôn từ vô cùng tục tiểu rồi lên xe rời đi. Trước sự tấn công bất ngờ, chị H tỏ ra rất hoảng sợ và có quay lại được một phần hành vi thô bạo của người đàn ông kia. Nhận được thông tin của người dân, lực lượng công an phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà đã có mặt tại hiện trường lấy lời khai, ghi biên bản hiện trường, đồng thời thông báo gia đình đưa chị H đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Hiện cơ quan chức năng quận Sơn Trà, Đà Nẵng vẫn đang khẩn trương tiến hành điều tra để làm rõ sự việc. Hãy đăng ký kênh của Sài Gòn TV để cập nhật những thông tin chính thức từ sự việc này các bạn nhé!